Thưa quý vị, kiểm soát tay lái khi lưu thông trong điều kiện mặt đường trơn trượt là điều rất quan trọng bởi tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Clip sau đây được ghi lại tại một đoạn cao tốc ở Liên bang Nga là lời cảnh báo với các tài xế khi tham gia giao thông. Hình ảnh ghi lại từ camera hành trình của một chiếc xe lưu thông trên cao tốc ở Chelyabinsk của Nga cho thấy chiếc xe van vượt lên trên mặt đường phủ tuyết và gần như lập tức trượt bánh. Xe quăng quật và suýt đâm vào một ô tô ngược chiều. Vừa xoay ngang, chiếc xe van bị xe tải đâm trúng vỡ toác đầu, tài xế bay qua kính chắn gió ra ngoài, đúng lúc ô tô gắn camera hành trình chạy tới. Rất may là tài xế chỉ bị thương và vẫn giữ được mạng sống.